Dạ đúng rồi, cái đúng rồi, nuôi nai với cả phải chứ, được lấy tiền cũng được thôi. Thế gì rồi? Dắt chôn lấy nó. Thương Phúc à? À. Nó có thương dẫn à? Nó không biết, nó không biết. Còn chứ gặp đi bắt không tráng đấy này. Chứ mà còn à, anh có bị dính nhá. Nghe nó phải tiền tiêu nữa. Có là dính đâu. Không, chồng tôi hẳn đề chứ nó chín hẳn thì được. Ừ. Chồng tôi coi cài cô đấy chứ nữa là đi lê hả? Chứ bây giờ Hà Tình bên nó cùng nghe anh đặt rồi. Đây là chạy ra. Ấy. Dạ. Dắt là chữ. Ơ, lành tu với ngâm đấy cái thằng chợ này. Lối thôi thật là nào mà mở lên trên. Cái này là một khả cơ. Ừ, là đi khả khó. Là đi khả khả. Đâu lắm rồi. Tu ngâm đấy nít. Mình gọi mày bơm chặt thôi, bơm không thải đem lên mà thải cái tổ. Nó có được cái trong đó nắng. Thảo cái tổ thải kia lắm. Chắc kia được cái khổ ở đây. Dạ. Cái là mốt. Ừ, cái được cái khổ thật đó. À, cái được cái khổ rồi nè. Đỏ đắng à? Dạ, khổ không khỏi vậy. Ừ, thằng dùng quên chứ bé. Bé bơ. Ba mặt, ba nồi mặt. Ba nồi mặt kia mổ? Mặt, vừa sang mặt phải. Thật à? Ông làm gì đâu á? Ông làm gì? Ông làm... Không? Ông làm gì? Ông nhà, ông Hương Hương đi. Ông Hương làm gì đâu á? Dương Cúc cũng về à? Không. Ông cũng cái này. Ông tỷ á? Ờ. Thật à? Ờ, ông tỷ cũng á. Ba nồi cũng á. Ừ, thật à? Uống uống bơ bé. Đó là uống ít về. Này nó có 30 đồng thôi. Hử? Chắc được. Thì nó bất mãn xã hội coi bất mãn gia đình không? Đầu tiên là bất mãn xã hội cho nó bất mãn gia đình. Ba thỉnh thoảng có đó. Đi lớn rồi. Ừ. Rồi bố ba chị Tuấn về à? Hả? Em về à? Dạ, coi có năng lấy được rồi uống được. Cả chí, được rồi lọc tụt chứ. Mỗi cái này có thừa những cái tái, con lọc rồi có năng lấy uống. Chắc rồi uống uống đi lâu nằm đó rồi cho cổ uống đi lâu nằm rồi chứ nhà chú đi bá mày nằm về luôn á vô trong nhà uống rồi đã nằm trong á là chúng ba bộ ba là bộ đóng rồi chứ Ừ. Ừ. Sau đó đây là ông chờ đó đấy.
phong rồi vô mà ông về hữu đó mà. Thế là đất rồi lên thờ phần cho ông luôn à. Ừ. Ta mua cái giam rồi bố. Cái dùng dưới gỗ ở với ổn rồi chứ. Đó là. Đó rồi là chắc cũng ngồi rộng á. Ừ. Em trai kín rồi. Thấy này, cái bịch cái kiều chỉ này. Cái kiều được rồi. Tổ chứ nào thôi. Giám đốc là tổ con cháu đó. Cháu ra người họ phải thẳng. Xong anh đi ra con cháu anh vô đây. Trường phong tu chụp lên nó gồm. Ý là bộ đồ giá đi thì ăn mật đi lên. Thái rồi. Cho mình nói đúng tú à. Kiểu ở ngoài ra nên cứ tay nói đi họ. Tên cũng có vá cho em dí đồ ra cái đĩ nữa. Cũng có thổi nha. Đó ông năm bao nhiêu tuổi á? Con tuổi với cô à? Bữa đứa nữa đi tản cân giảng nữa đây. Có mất thăng nửa tuổi với con mà chưa lấy vợ vừa đi tản cân giảng nữa. À, đi cân giảng với ai? Giảng gì mà ngồi nhà thơ vậy này? Dạng gì mà có đúng chỉ mà đi học đại học về mà dương có việc chứ có việc chỉ làm mà nữa ra.